được các vật cúng dường, y phục, các đồ ăn khất thực, sàng tỏ y liệu trị bệnh mà các tham pháp đi đến đoạn trừ. Các sân pháp đi đến đoạn trừ, hai si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không nhận được các vật cúng dường như y phục, các đồ ăn khất thực, sàng tỏ y liệu trị bệnh, và người ấy hành trì đúng pháp và thượng pháp hành, thì trì chân chánh, hành trì thượng pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy này, này các tỳ kheo, đáp lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là người nghe nhiều, người ấy suy nghĩ như sao? Ta là người nghe nhiều, còn các tỳ kheo này không nghe. Người ấy do được nghe nhiều nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỳ kheo, người trì nghe nhiều mà các trừ, các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có người không nghe nhiều và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là bậc trì lực, người ấy suy nghĩ như sao? Ta là bậc trì lực, còn các tỳ kheo này không là bậc trì lực. Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê người như vậy, này tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các tỳ kheo, người chân nhân nghĩ như sao? Không phải vì tự mình là bậc trì lực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có người không phải là bậc trì lực, những người này đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm, không khen mình chê người, tự mình là bậc trì lực. Như vậy này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, người phi chân nhân là người thuyết pháp, người ấy suy nghĩ như sao? Ta là người thuyết pháp, còn các tỳ kheo này không phải là người thuyết pháp. Vì tự mình là người thuyết pháp nên người ấy khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân này các tỳ kheo suy nghĩ như sao? Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không phải là thuyết pháp nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân là người theo hạnh sống ở rừng, người ấy suy nghĩ như sao? Ta là người theo hạnh sống ở núi rừng, còn các tỳ kheo này không theo hạnh sống ở núi rừng. Người vì tự mình theo sống hạnh, người ấy tự mình theo hạnh sống ở rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy này các tỳ kheo, là phi chân nhân. Này các tỳ suy nghĩ như sao? Không phải từng theo hạnh sống ở rừng núi mà các tham pháp đi đến đoạn trừ,
Hai cáp sân pháp đi đến đoạn trừ, hai cáp si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hành sống ở rừng núi, nhưng hành trì đúng pháp và thượng pháp, hành trì chấn chánh, hành trì thượng thời, ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình trên người vì tự mình theo hành sống ở rừng núi. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này tỳ kheo, chân nhân theo hành mặc y phấn tạo, người ấy suy nghĩ như xa là người theo hành mặc phấn tạo y. Còn các tỳ kheo này không là người theo hành mặc phấn tạo y. Người này do tự mình theo hành mặc phấn tạo y nên khen mình cho người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân. Và người chân nhân, này các tỳ kheo như sau: không phải vì tự mình theo hành mặc quần mặc phấn tạo y mà các pháp đi đến động trừ, các sân pháp đi đến động trừ, hai các si người không theo hành mặc phấn tạo y, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình trên vì mặc phấn tạo y. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có phi chân nhân là người theo hành khất thực. Người ấy suy nghĩ như sau: ta theo hành khất thực, các tỳ kheo này không được theo hành khất thực. Người ấy do tự mình theo hành khất thực nên được nên khen mình và chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo, suy nghĩ như sau: không phải vì tự mình theo hạnh khất thực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hai các sân pháp đi đến đoạn trừ, hai các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh khất thực, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự theo hành khất thực. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, một người phi chân nhân theo hành sống dưới gốc cây, người ấy suy nghĩ như sau: ta là người theo hành sống dưới gốc cây, còn các tỳ kheo này không theo hành sống dưới gốc cây. Người ấy do tự mình theo hành sống dưới gốc cây nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo, suy nghĩ như sau: không phải vì tự mình theo hành sống dưới gốc cây mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hành sống dưới gốc cây, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thượng pháp, hành trì chân chánh và hành trì thượng pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình theo hành sống dưới gốc cây. Như vậy, này các tỳ kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân theo hành sống nghĩa địa vân vân, theo hạnh trời vân vân, theo hạnh sống thường ngồi không nằm vân vân, theo hạnh ngồi tại chỗ mời vân vân, theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người ấy suy nghĩ như sau: ta theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi, còn các tỳ kheo này không theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Tự mình theo hạnh ăn một lần ngồi nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo,
suy nghĩ như sau: không phải mình theo hạnh chỉ ăn một lần rồi mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh, chỉ ăn một lần nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chân chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, ở đây người ấy được tán thán. Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình sống chỉ ăn một lần ngồi như vậy. Này các thị kheo, là chân nhân pháp. Lại nữa, này các thị kheo, có người phi chân nhân, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đủ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sao? Có tầm, có tứ, người ấy suy nghĩ như sao? Ta là người chứng được sơ thiền, các thị kheo này không chứng được sơ thiền. Người ấy do tự mình chứng được sơ thiền nên khen mình chê người, như vậy này là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định sơ thiền tự tánh đã vô tha mái, Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tha mái làm chánh yếu, không khen mình chê người, vì chứng được định sơ thiền. Như vậy này các tỳ kheo, lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân pháp và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vân vân. Thiền thứ ba chứng và trú thiền thứ tư, người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng đắc định thiền thứ tư, còn các tỳ kheo này đắc định thiền thứ tư. Người ấy vì chứng đắc định thiền thứ tư ấy nên khen mình chê người, như vậy này tỳ kheo là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: thứ tư tánh là vô tham ái, Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khai. Con xin sám hối với đạo tràng. Người ấy sau khi lấy vô tham làm yếu, không khen mình chê người, vì chứng đắc định thiền thứ tư. Như vậy này các tỳ kheo là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ nhân vượt lên mọi sắc tưởng, vượt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Người ấy nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định không vô biên xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định không vô biên xứ. Người ấy vì chứng được định không vô biên xứ ấy nên khen mình chê người, như vậy này các tỳ kheo là phi chân nhân. Và người chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định không vô biên xứ, xứ tự tánh là vô tham ái, đã nói như vậy. Những ai nghĩ như thầy thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người, vì chứng được định không vô biên xứ. Như vậy này các tỳ kheo là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân vượt lên không vô biên xứ, nghĩ rằng thức vô biên xứ, chứng và trú thức vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định thức vô biên xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định thức vô biên xứ. Người ấy vì chứng được định thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người, như vậy này các tỳ kheo là phi chân nhân pháp. Và chân nhân này, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: định thức vô biên xứ tự tánh là Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Và người sau khi lấy vô tham ái, không khen mình chê người, vì chứng được định
thức vô biên xứ. Như vậy, này các tỳ kheo là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, có người phi chân nhân vượt lên một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có sở hữu. Chứng và trú vô sở hữu xứ, người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định vô sở hữu xứ, còn các tỳ kheo này không chứng định được sở vô hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta được định vô sở hữu xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định vô sở hữu xứ. Ấy vì chứng định vô sở hữu xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo là phi chân nhân. Và người chân nhân, này các tỳ kheo, suy nghĩ như sau: định vô sở hữu xứ tự tánh là vô tham ái. Tôn đã nói như vậy, những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định vô xứ. Như vậy, này các tỳ kheo là chân nhân. Lại nữa, các tỳ kheo, có người phi chân nhân vượt lên vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: ta chứng được định phi phi tưởng xứ, còn các tỳ kheo này không chứng được định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người ấy nghĩ, người ấy vì chứng được định phi phi tưởng xứ nên khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo là phi chân pháp. Và người chân nhân, này các tỳ kheo, suy nghĩ như sau: định phi tưởng phi phi tưởng xứ tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy, những ai nghĩ thế này thế khác, thời tự tánh liền đổi khác. Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì định phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỳ kheo là chân nhân pháp. Lại nữa, này các tỳ kheo, người chân nhân sau khi vượt lên phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ các hoặc vị này được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo này không nghĩ mình bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến bất cứ gì sự việc gì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo quan hệ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Minh Châu dịch diệt phân đoạn và chú thích, tỳ kheo chắc đẳng. Nam mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đa Giá và sư nghe được âm thanh và ra thú con kính nhân Bích Thánh Sư. Hello, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Thì ở trong cái bài kinh Sapurisa Thamma, Sapurisa Thamma, trong cái bài kinh Trung Bộ số 113 này đó, thì bữa hôm nay chúng ta học, thì cái bậc chân nhân đó, được Đức Phật ngày giảng Sapurisa đó là cái bậc thiện trí, là cái bậc thiện trí thành như pháp. Hành đúng pháp. Thì quý vị thấy rằng khi mà nói đến hành đúng pháp, và Đức Phật ngài nói về cái sự phi pháp, nhưng mà cái phi pháp này thì dựa vào cái pháp, cái pháp mà người đó khởi lên cái tự cao tự, hoặc là khen mình chê người, đó là một cái loại bất thiện pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài Kinh Chân Nhân này đó, thì nói đến rất là nhiều những cái góc độ, cho đến khi mà mình ở trong một vua chúa mà đi xuất gia, và người ta không có phải là gia đình vua chúa đi xuất, mình khởi lên cái từ cao từ đại,
Thì quý vị thấy ở trong kinh như là cái bài tóc cuốn nói về cái vị tỳ khu tích xá đó, hoàng thân quốc thích rồi đi xuất gia rồi tự cao tự đại ngồi ở trên cái pháp tòa, chư tăng á, thì mặc mặc y thì y ủi y giống như là có ngăn nắp có cái nền cái nếp gì đó, rồi những vị tỳ khu lớn hạ hơn tưởng vị này là vị trưởng lão, rồi phục vụ cho vị này, vị này khi mà những vị kia hỏi ra thì biết vị này vừa mới vừa tu thôi, nhưng mà vì là một cái dòng họ Thích Ca, vì là một cái gia đình quý phái, có những cái loại đắt tiền như vậy á, thì mà cái bài kệ pháp cú đó nó đánh tôi mắng tôi đó, nó cướp tôi với tôi, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể ngôi vào Đức Phật ngày dạng, cái bài kệ pháp cú đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một cái bậc mà chân nhân á, dù là mình có vua chúa, dù mình là đế vương, dù là mình ở giai cấp sắc đế lì, hay là mình là những cái vị triết gia, những cái vị thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc là những cái vị mà học Phật pháp đa văn, đa văn có nghĩa là giỏi về tam tạng kinh điển, tam tạng chú giải, hoặc là thuyết giảng Phật pháp, hoặc là một trong 13 cái hạnh đầu đà, mình ở trong rừng mộ địa ngồi không nằm, ăn một ngày một lần, mặc y phấn tảo đi khất thực mà ăn, thì trong 13 cái hạnh đầu đà đó, nó cũng là những cái pháp tu để diệt phiền não. Nhưng mà nếu vị đó nghĩ rằng ta hành cái hạnh này, những vị kia không có hành, rồi mình cho mình là số một, mà tất cả mọi người không có giống như mình, không có được như mình, không có bằng mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái bất thiện pháp. Thường thường thì nếu mà pháp đó nói rằng thiện trở bất thiện, do cảnh sắc, do cảnh sắc là do cái tài sản của mình, cái do cảnh thinh là do tiếng tâm của mình ỷ lại, hay là mình được người ta khen tặng mình là người học tam tạng, nhiều kinh luật, hiểu biết nhiều phương ngoại, hay là tam tạng phệ đà, ví dụ như là tam tạng kinh, tam tạng chú giải, hoặc là ba bộ phệ đà kinh, dù là chúng ta có thông thiên và địa lý, dù là chúng ta có trở thành những cái vị pháp sư, thiền sư, luật sư, mà nếu chúng ta ỷ lại vào những cái đó mà chúng ta khen mình chê người, thì điều là phi chân nhân. Vì Đức Phật nói rằng cái bậc chân nhân đó hành cái pháp này trừ những cái lậu hoặc. Cái lậu hoặc đó là lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là những cái gì mà mang lại từ những cái dục lạc. Dục lạc là những cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục và sắc dục. Những cái dục lạc đó là những cái gì tô điểm cho cái đời sống của mình, như là xe cộ vàng bạc ngọc ngà châu báu tôi tớ, rồi quyền lực, đồ chúng, hay là mình từ bỏ hết những cái đó, mình hành những cái hạnh đầu đà. Nhưng mà ngược lại, khi mình đã hành như vậy đó, mình khen mình, khen mình là mình tự tôn mình lên và hạ thấp tất cả chư tăng. Quý vị thấy rằng có nhiều khi mà nói tới người đời, ta nói rằng ở đời này tất cả đều đục, có mình ta trong thôi. Những cái người nói như vậy đó là những cái người mà tự tán quỷ tha. Tự nó không phải là như vậy quý vị. Cái pháp của Đức Phật á, ngày dạ chân nhân á, là cái bậc hành trì để diệt trừ phiền não. Những cái phiền não đó nó ở nhiều cái góc độ ở trong cái đời sống của chúng ta. Nó có thể qua nhiều cái giai đoạn, nó ở những cái giai đoạn. Cái giai đoạn mình thông minh, mình học giỏi. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có những cái người quên trước quên sau. Như ở chùa chúng tôi ở gần chùa, ở chùa chúng tôi đó hồi xưa có sư Định Hòa đi học bên Thái Lan, rồi đi học bên Tích Lan, học thạc sĩ, cử nhân, nhưng mà cuối cùng khi mà bị đột quỵ đó, bây giờ ở đó thì một hai cái bài kinh thôi quý vị. Hồi xưa thì giỏi tiếng Anh, nhưng mà cuối cùng bây giờ là không còn nhớ cái gì hết. Thì quý vị mới thấy rằng con người chúng ta cái điều đó nó có được cái sự thông minh, cái sự thông thái,
là do nó không có bị cái chứng duyên thôi. Thì chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị tật nguyền, chúng ta bị tai biến, hoặc là chúng ta bị tiểu đường hay bị một cái bệnh nào đó. Thường thường quý vị thấy những người mà họ có nhiều khi đó, cái cơ thể chúng ta đó, nó có thể thích nghi, lúc này mình suy nghĩ rất là giỏi, nhưng mà cái lúc đường cao hay là áp huyết lên cao, mình không còn nhớ cái gì hết. Tạm thời không có nhớ được. Cái hệ thống thần kinh của mình nó không có, nó không nhớ được. Và chúng ta thấy thường những người bị lão hóa não đó, mình có thể muốn nói mà mình tìm không ra cái ngôn ngữ, không ra cái người, không ra cái địa danh để mình nói. Nhưng mà khi mà mình được linh hoạt đó, thường thường mình gọi là cái sắc pháp đó. Cái sắc pháp ở trong A Tỳ Đàm nói là sắc khinh nhu thích nghiệp đó. Khinh là nhẹ nhàng, nhu là nhu nghiến, thích nghiệp là vừa vặn để mình làm. Những cái sắc á, lúc bây giờ nhu thích nghiệp á, nó không có, nghĩa là của mình nó không có những cái sắc này. Thì lúc bây giờ mình trì trệ, mình thụ động, hoặc là mình nặng nề, mình bệnh hoạn, mình khó di chuyển tay chân, mình khó linh động lại cho nó được. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ấy, thì Ngài cho chúng ta biết rằng một người mà có thành đạt, bất luận cái sự thành đạt nào, cho đến những cái sự thành đạt của 13, hoặc là những sự thành đạt của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh Sắp Bố Lý Xá này đó, thì cái từ tánh của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, nó là ly dục, ly tham ái. Bởi vì cái chi định đó, nó đè được cái tham dục cái. Nhưng mà nếu người đó đó khởi lên những cái tư tưởng, những cái tư tưởng có thể ảnh hưởng, chúng ta thấy như là tôn giả Đeo Đắc Tá đã đạt được bát thiền ngũ thông, có thần thông biến hóa để chinh phục được vua A Sở Thế. Nhưng mà khi đẹp đã suy nghĩ rằng ta tạo đồ chúng, ta thay thế Phật Đà, thì chúng ta thấy rằng khi mà đều ta suy nghĩ như vậy đó, ông khởi lên những cái tư tưởng, những cái tư tưởng bất tịnh, và những cái tư tưởng đó đã làm cho ngũ thiền và mất thần thông quý vị. Có nghĩa là một người có thần thông biến hóa ra một người đầy rắn hết, quấn đầy người hết. Quý vị thấy một cái thần thông biến hóa thần thông đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, ngày nào mình chưa có đoạt trừ được những cái lậu hoặc, bởi vì thiền định nó chỉ áp chế những cái lậu hoặc thôi, nó giống như tảng đá để đè cỏ. Nhưng mà nếu mà cái tảng đá nó không có đó thì cỏ nó vẫn lên. Cái tâm chúng ta nhờ có thiền định, nhưng mà nếu cái thiền nó hoại đó thì những cái phiền não nó vẫn sanh khởi. Chúng ta vẫn biết Đức Phật Ngài kể lại có những kiếp Ngài đắc được thiền, Ngài dùng tận thông bay ở trên hư không. Nhưng mà Ngài cũng bị nhìn thấy những cái sắc khả ái mà hoại thiền. Ngài đi bình thường chứ không có thần thông để bay. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật Ngài nói như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta tu tập với cái mục đích là đoạn trừ những cái lậu hoặc. Nhưng mà những cái dục lậu này nè, những cái dục lậu nó xuyên qua mắt tai mũi lưỡi thân tâm của chúng ta. Rồi hữu lậu nó cũng xuyên qua mắt tai mũi lưỡi thân tâm chúng ta. Kiến lậu á, là những cái tri kiến mình nghĩ rằng mình thành đạt cái này, thành đạt cái kia đó, chắc quý vị. Trừ khi nào mình thành thánh nhân á, thánh tu đồ quần, thánh tư đà hàm, thánh a na hàm, thánh a la hán, thì mình lúc bây giờ mình mới tự tin được mình. Còn khi mình chưa có thành thánh nhân á, thì những cái kiến lậu á, mình nghĩ mình được cái này, đạt được cái này, đạt được cái kia, rồi mình khen mình chê người, đều là những cái tư tưởng sanh lên những cái phiền não bệnh hoạn và trì kéo chúng ta không có thể nào, giống như một người mà bị đạp gai vậy, không có đi được. Người nào dính vào danh vọng và lợi đặc nó cũng giống như người đạp gai. Ở trong kinh Tương Ưng Luân Hồi, trong kinh Tương Ưng thì có một cái đoạn Tương Ưng cung kính danh vọng lợi đặc. Thì Đức Phật, cái người nào mà bị như vậy đó, giống như là con ngựa mang thai thì nó không còn giỏi nữa. Như là cây lao á, nó trổ bông á, thì nó sẽ chết. Như cây tre đó, mà nó ra hoa thì nó sẽ chết. Nó không thể nào mà nó sống được. Cây chuối cũng vậy, nó ra hoài nó sẽ chết. Thì nó không còn cái tăng trưởng nữa. Nó là cái điểm cuối cùng
Và cái người nào mà dính vào cái cung kính danh vọng và lợi đắc đó, thì cũng giống như là cái cây lao hay là con lừa, con lá mang thai, con ngựa nó mang thai, nó không còn nữa, thì người đó cũng giống như vậy. Nên nó cái bài kinh Chân Nhân mà Đức Phật ngài muốn nói đó, mình hãy lực tu tập, mình tu tập bằng cái khả năng của mình, và mình cũng thấy được những cái chướng duyên của mình và những cái lợi duyên của mình. Ví dụ chúng ta thấy như tôn giả Nananda trong thứ đó, đã từng hộ trì cho những cái vị đi học Phật pháp, là người cư sĩ trưởng giả đi hộ trì cho những vị tỳ khưu. Vì những vị tỳ khưu này đi khất thực thì không có học Phật pháp được, mà hãy đi học Phật pháp thì không có có vật thực mà ăn. Chính tiền thân của tôn giả Nananda là vị trưởng giả nói với những vị tỳ khưu, các ngài hãy đi học Phật pháp đi, đến giờ ăn các ngài hãy đến đây thọ thực. Do cái phước duyên đó đó mà sau này tôn giả Ananda trở thành Đa Văn Quảng, nghe Đức Phật này thuyết giảng Phật pháp, thì vị này sẽ lãnh hội được liền những cái câu cú văn kệ mà Đức Phật này thuyết giảng, thì vị này nhớ giống như một cái máy thâu băng. Đức Phật này nói bao nhiêu lời thì vị này cũng nói lại bao nhiêu lời, không dư không thiếu. Được này tán thán giữa hội chúng, đó là thủ khố, là vì Đa Văn Quảng Kiến, khó có thể tìm được một người như tôn giả Ananda. Trong phẩm Người Tối Thắng, Đức Phật này cũng tuyên bố như vậy. Nhưng mà thường thì chúng ta biết rằng những cái điều này do những cái phước mà chúng ta gọi là phúc hành cho chúng ta đi tái sanh. Với cái phúc hành đó cho chúng ta sanh làm người với cái tâm thiện hợp trí họ hỷ, một cái sự vô trợ, một cái phước báo nó cho ra cái sự tục sinh bằng cái tâm tục sinh. Và cái tâm tục sinh nó trở thành là một cái người có khả năng để lãnh hội văn tư hoặc là tu, có thể chứng được thiền định. Vì tục sinh là người tam nhân đó quý vị. Nên bình thường quý vị mà học Phật pháp thì quý vị sẽ thấy rằng, nếu mà chúng ta tục sinh bằng người lạc vô nhân đó, là người ngớ ngớ ngẩn ngẩn đó, thì dù ai có tài năng cỡ nào dạy mình đó, thì cũng khá khá tí xíu thôi, chứ không thể nào trở thành cái người mà Đa Văn Quảng Kiến được. Một cái người mà Đa Văn Quảng Kiến đó, một cái người người ta gọi là những thiên tài đó, những người tục sinh bằng cái tâm thọ ý hợp trí, mà học giỏi, trở thành vị mà tối thường như là Đức Phật của chúng ta, bao nhiêu vị thầy đều dạy mấy ngày là không có thể nào dạy nổi nữa hết. Dù đi học ở đâu, ngài cũng dễ dàng cái mục đích cuối cùng của cái những vị giáo chủ, những người thầy dạy, ngài trở thành một cái vị mà gọi là thông thái. Như vậy là những cái ba la mật hạnh của ngài, đó là những cái túc duyên mà trở thành cái sự thù thắng như vậy, trở thành một cái vị Phật tổ, một cái vị toàn giác như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái hành trình của phúc hành nó rất là quan trọng. Chúng ta khen mình chê người đó, nó trở thành cái tâm bất thiện, một cái tâm gọi là tham có ngã mạn, tự tôn tự đại, tự tán quỷ tha, coi mình là số một. Và chúng ta đó là người Phật tử học Phật pháp để biết được những cái điều mà Đức Phật có bài kinh. Thường thường thì giờ quý vị thấy ở đời bây giờ nó có nhiều người đó, họ thực hành với cái mục đích phi chân nhân. Họ hành cái pháp với mục đích phi chân nhân. Có nhiều người họ không nhận tiền, họ không mang dép, họ không có nằm, họ mặc một bộ ăn một lần, nhưng mà họ đi đâu họ cũng tuyên bố Phật tử là họ là người chư tăng, không có ai mà có thể giống như họ. Họ là người thành tựu giới, thành tựu giới. Quý vị thấy những cái họ nói như vậy đó, mình nghe rất là mất cười quý vị. Họ không biết được những cái điều cần biết. Bởi quý vị thấy trong Thanh Tịnh Đạo đó có những cái câu chuyện của các vị trưởng lão. Cái vị trưởng lão này cũng là hai cái vị đi tu thôi. Một vị ăn một ngày một lần, một ngày một lần. Nhưng mà cái người vị tỳ khưu em đưa cái mía thì vị tỳ khưu không có nhai nước mía. Thì vị tỳ khưu em hỏi rằng sư huynh hành ăn một lần sao? Thì vị này xước mía để ăn, xước mía ăn, thì vị kia không có nói hành một ăn một lần. Vị này với mục đích là thiểu dục tri túc,
trong cái việc hành đầu đà, không có cho người ta biết mình hành ăn một lần đó để mình diệt trừ cái lòng tham ăn của mình thôi. Nhưng mà nếu ai biết đó, nhiều khi họ đi họ nói với người thiện tính, vị đó hành cúng dường vị đó có phước nhiều, vị đó cũng sợ vị tỳ khưu như vậy, hay là những người thiện tính đó như vậy, vị này hành với cái hành mục đích để đoạn trừ tham ái. Mà nếu mà vì cái mục đích đó mà người ta biết mình nhiều quá đó, rồi ta tôn xưng mình làm sư phụ, là thầy của họ, họ thỉnh mình đi tới chỗ này chỗ kia, họ tô cho mình một cái lớp phấn, lớp son, rồi cuối cùng đó, mình bị cái tự ngã của mình đó, bị cái danh tiếng đó, bị cái lợi lộc đó, nó sẽ giết mình chết. Nên Đức Phật ngài nói rằng nếu một người mà thực hành rồi người ta tán thán mình, rồi mình cũng dính mắc vào sự tán thán đó, hoặc là mình tự tán thán mình rồi phỉ báng người khác, đó là một cái sự bệnh hoạn, không có thể nào trở thành bậc chân nhân được, không có thể nào giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, vì vị đó còn bị cái tâm tham ngã mạn. Bởi cái tâm tham mà ngã mạn là sự so sánh mình với người khác, mình bằng người khác, hơn người khác, hoặc là thua người khác, thua ý bằng, thua ý hơn, bằng ý thua. Chính cái cách ngã mạn này, đó là cái tâm tham mà có cái sở hữu ngã mạn. Bởi thường thường quý vị thấy tâm tham á, nó hợp với sở hữu tham, nó hợp tám tâm tham, sở hữu tà kiến nó hợp với bốn tâm tham hợp tà, ngã mạn nó hợp với bốn tâm tham ly tà, có thể có hoặc có thể không. Khi mà mình so sánh thì nó có cái tâm tham ngã mạn, nhưng mà nếu mình không so sánh thì nó chỉ là tâm tham thôi, nó chỉ dính mắc vào những cái đó. Ví dụ như thường thường chúng ta nói dính mắc là sao? Ví dụ mình hành đầu đà, mình ăn một ngày một bữa, người ta biết mình như vậy, người ta khen tặng mình như vậy, mình có lợi lộc, thì như vậy mình dính mắc vào cái đó, nó cũng là tâm tham. Hoặc là cho đến khi đó, quý vị thấy trong kinh điển các vị có thần thông, nhưng mà nếu mà vị nào sử dụng bỏ xứ mà đi, bỏ xứ một đi với mục đích gì, nếu mà người ta đi tìm mình không đó, người ta coi thường chư tăng, điều đó không nên. Vì mình tu được á, cũng nhờ chư tăng, mình có sám hối được á, cũng có chư tăng để mình sám hối, mình có tu tập được đó cũng nhờ có chư tăng để mình tu tập, mình có thành tựu đó cũng nhờ chư tăng. Bây giờ đó mình đạt được cái thần thông, mình làm cho mọi người chỉ biết mình thôi, không biết chư tăng, điều đó cũng không nên. Nên quý vị thấy một cái vị tỳ khưu đó mà có thần thông rồi, vị đó sử dụng thần thông rồi đó, vị đó cũng bỏ xứ mà đi, không có ở đó nữa quý vị, đi xứ khác mà ở. Như vậy mới nói lên cái ý nghĩa của cái bậc chân nhân. Còn nhiều khi quý vị thấy ở đời bây giờ đó, người ta có địa vị, có chùa chiền, có một cái sự thông thái, có sự hành trì đầu đà nào đó, thì họ phô trương. Và thường thường quý vị biết đó, những giống như những cái loài chim đó, nó bị người ta bắt vì nó màu lông sặc sỡ. Những cái người mà họ hay tô son mình đó, nó dễ bị mắc. Mà mai dương ý nghĩa là gì? Là những cái danh lợi, cái cung kính, những cái lời đắc. Đó là cái hiệu quả mà Đức Phật ngài dạy trong phẩm chân nhân đó. Đó giống như con ngựa mà nó mang thai, nó vì cái thai đó nó sẽ trì trệ, nó không còn tiến bộ được. Cũng như cây tre mà nó trổ bông nó sẽ chết, như cây lao nó ra bông nó sẽ tiêu, chuối nó trổ hoài nó sẽ chết. Người nào mà dính vào cái đó cũng giống như vậy. Nên trong cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân này đó, cho chúng ta một cái góc nhìn toàn diện của Phật giáo về cái tư cách tu tập. Một cái người tu tập đó, dù mình có được cái gì đi, nếu mình dính mắc vào đó là mình tham, nếu mà mình lấy cái đó để mình phỉ báng người khác, đó là ngã mạn. Mình khen mình, chê người, những cái bất thiện, và đó là những cái bất thiện rồi đó, nó là bệnh hoạn, nó là không khôn khéo, nó là không, nó là lỗi lầm, luôn luôn cho ra quả khổ, không thể nào là vui được. Nên đó, một cái người cư sĩ đó, chúng ta nhìn vào cái sự cúng dường chư tăng, cúng dường chư tăng là cúng dường tập thể, đó là cái sự phước báo công đức to lớn. Còn bây giờ mình cúng dường một người nào đó cũng chỉ là cá nhân tiện thí, tâm tư mình vẫn hạn lượng, cái sự hiểu biết đó cũng vẫn hạn lượng, cái thành tựu quả báo cũng bị hạn lượng. Khi nào cúng dường cho tăng bảo, tác ý cúng dường đến tăng,
Đó là tác ý đúng đắn, và cái sự đó nó mang lại cái kết quả lớn lao, lớn lao cho cái người thí, và cái người thí đó là người có trí mới thí như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng trong cái bài kinh Nhân Nhân này, với cái mục đích của Đức Phật ngài dạy đó, là tất cả vị tỳ khưu đó, dù là một cái bài kinh Nhân Nhân này thôi, nhưng mà nếu mình hành trì theo cái bài kinh này trọn vẹn đó, mình cũng đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, không dính mắc vào những cái gì mà mình có được, mà mình chỉ biết đó là cái giai đoạn để vượt qua. Giống như người bước lên cái thang thứ nhất, nhờ nhất để bước lên cái thang thứ hai, nhờ sơ thiền mình chứng nhị thiền, nhờ nhị thiền mình chứng tam thiền, nhờ tam thiền mình chứng tứ thiền, nhờ tứ thiền mình chứng không vô biên xứ, nhờ không vô biên xứ mình chứng thức vô biên xứ, nhờ thức vô biên xứ mình sở hữu xứ, nhờ vô sở hữu xứ mình chứng phi tưởng xứ. Hay là mình nói rằng mình nhờ mình học kinh đó, mình hiểu pháp, mình hành trì cho đúng đắn, chứ không phải mình học nhiều bài kinh đó mình đem mà ra mình khen mình chê người. Đó là mục đích đó, học kinh đó để mình hành trì thôi. Mình trì luật á, để cho tâm mình thanh tịnh, để cho tâm mình không bị rây rứt thôi, chứ không có nghĩa là mình trì luật á, để mình đem ra mình phô trương cái bản ngã của mình. Nó không phải vậy, nó không phải là cái sự phô trương bản ngã của mình. Như vậy á, thì thấy á, Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng về vấn đề mà chúng ta hiểu về cái lời dạy của Đức Phật, từ cái chân nhân và phi chân nhân. Nên á, quý vị thấy ở trong cái những cái vị tỳ khưu đó, có nhiều vị học rất là giỏi, tới xin với Đức là cho những vị sa di, những vị tỳ khưu làm thị giả cho mình. Cái đó là cái học pháp, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng vị này muốn có như vậy đó là muốn lấy cái đó để mà mong mỏi được cái lợi đắc. Đức Phật ngài không chấp nhận ba ngành, không có chủng hành. Tại sao như vậy? Vì nếu mà vị đó nói đúng pháp đúng luật đó, thì Đức Phật ngài sẽ biết được cái tâm Đức Phật, biết được tâm của vị đó với cái mục đích trong sạch. Nhưng mà nếu mà người đó đích bợn nhơ đó, bất luận cái điều nào đó mà với cái tư tưởng bợn nhơ đó, Đức Phật đều từ chối. Từ chối làm sao? Vì nếu mà giống như là ai cận người đó đó, nó sẽ hư hại. Và Đức Phật ngày tán thán người đó đó, nhiều người khác đó họ y cứ vào cái người đó họ bị hư. Nên có nhiều khi chúng ta rất là khó mà chúng ta hiểu được. Trừ khi nào chúng ta hiểu với cái, như là Đức Phật này đã hiểu với cái tâm của mình, tâm của Đức Phật, biết tâm những vị tỳ khưu. Nhiều khi quý vị là người Phật tử của quý vị đấy, trong luật á, có những cái mà mình không hiểu được, mình thấy Đức Phật ngày sau ngày lại ban hành những cái học giới, và những vị tỳ khưu làm guốc, mang guốc đi lập cộp thôi, Đức Phật ngày cũng ban hành những cái học giới. Tại sao? Vì những vị đó, muốn phô trương cái cách của mình, cái phong cách của mình, hay là cái tư cách của mình, hay là cái hội chúng của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó họ có cái tư cách phô trương, nhưng mà Đức Phật á, ngày dạy cái sự tu tập phiền não, chứ không phải là chúng ta phô trương cái thanh thế. Nó không phải vậy. Chính vì điểm đó nên trong cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân này cho chúng ta cái tầm nhìn xả ly, cho chúng ta hành trì để xả ly, chứ không phải để dính mắc. Vì nếu mà chúng ta dính mắc như một người mà càng đi xa càng mang nặng, mà càng mang nặng như vậy thì không thể nào đi xa được hoàn hảo. Ý nghĩa của Đức Phật là như vậy. Nên thường quý vị thấy rằng mình ở trong một cái giai cấp tốt á, vua chúa đó, mình đi xuất gia để cho người ta thấy vua chúa như vậy, nhưng mà rồi cũng đâu có đem gì theo được, chết rồi cũng bình thường thôi, cũng tái sanh theo nghiệp của mình, theo hành động của mình, thì đó là cái việc tốt. Nhưng mà nếu mình lúc đi xuất gia mình khi dễ người ta vì nghèo khổ hay là vì đói khát đi xuất gia, mình vua chúa, mình xuất gia mình cao thượng hơn, nó phô trương tự ngã, nó không có phù hợp để đoạn trừ phiền não. Vì điểm đó, nên Đức Phật ngài mới dạy, dù là chúng ta có hành 13 cái hạnh đầu đà, chúng ta có ở mộ địa, chúng ta có mặc tam y, mặc y phấn tảo, hoặc là khất thực ăn một lần một ngày, hoặc là ngủ dưới bóng cây, hoặc là ăn đi khất thực mà ăn, dù là những cái điều đó đó, nhưng mà nếu mà mình tự khen mình mà chê người đó, Đức Phật nói là người đó không thể nào giác ngộ giải thoát được, vì cái mục đích của người đó đã sai lầm rồi, mục đích đó đã lệch lạc rồi, và cái mục đích đó không có trong sạch, không có nhận diện được ma,
phiền não, không nhận được cái phiền não ma, à, chính cái phiền não sẽ đánh vì nó không có tiến bộ được. Chính vì điểm đó chúng ta thấy ở trong cái bài học này đó, Đức Phật kể nói dù là chính thiền sắc như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà nếu bị nó không cái ý mình thành tựu được sơ thiền, việc những người khác không được, mình tối thượng hơn họ, thì điều đó đều là bình quản hết, nó không phải là bậc chân nhân. Mục đích của sơ thiền là ly dục, để an tịnh tâm ở trong cái chi thiền là định đó, nó đè tham dục cái thôi, hỷ nó đè được sân độc cái, lạc đè được trảo với cái, tầm đẹp khôn trọng thị miên cái, tứ là đẹp hoài nghi cái, nó chỉ đè được những cái tiền cái đó, nhưng mà mình giống như một nấc thang để bước lên nấc thang nữa, hay là một đoạn đường để tới đoạn đường kế tiếp, cuối cùng đến một thành phố. Mà nếu mà mình dính lại ở chỗ đó thì coi như mình chậm chân ở đoạn đường đó và mình bị mắc, giống như đạp gai, đạp gai vào cái chân rồi không thể đi được, mình sẽ dính ở chỗ đó luôn, mình ở luôn, không có tiến bộ nữa. Thì cái tâm tư mà Đức Phật ngài muốn nói về cái bài kinh chân nhân và phi chân nhân, cái ý nghĩa của nó, dù là chứng thiền sắc nhưng mà để thiền vô sắc, dù là chứng thiền vô sắc nhưng mà để tu tập thiền diệt thọ tưởng định, để đạt niết bàn thanh tịnh trong cái diệt thọ tưởng định đó, để đoạn trừ những cái kiết sử lậu, những cái dục lậu, những cái hữu lậu, những cái kiến lậu, những cái phụ, nói chung là những cái sự phiền não, những cái phiền não lậu hoặc, những cái kiết sử, những cái dây cột rối, những cái cây gai mà dính vào không có đi được nữa, thì những cái điều đó Đức Phật ngài mới nói lên cái ý nghĩa, để với cái mục đích là mình tu tập vượt lên, tiến bộ lên, chứ không phải là ôm ấp cái đó để thỏa mãn, để dừng chân trở lại, mà luôn luôn lúc nào cũng phải tiến lên. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì con nghĩ tự trung đó là cái chi pháp đó, Đức Phật ngài muốn nói là những cái thiện pháp để tiến bộ, chứ không phải những cái thiện pháp để cho sanh lên cái bất thiện pháp, có nghĩa là thiện á, trợ thiện cảnh duyên, chứ đừng có thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, do cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mà do những cái gì mà mắt thấy tai nghe, những cái gì mà được danh lợi, quyền lực, hoặc là những cái hạnh thông thái, hay là những cái giỏi gì về tam tạng thuyết pháp, hay là đầu đà, hay là những cái thiền chứng mà trở thành tự tán quỷ tha, điều đó không có mang được kết quả ý nghĩa tụ trung ở trong cái bài hai phần trình bày, con xin trình bày như vậy. Còn lại gì mà không có hoàn hảo lắm sẽ là những cái câu thảo luận của quý ngài để mở rộng cái ý nghĩa của bài học này cho đạt được cái kết quả tốt đẹp nhất. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ từng tòa Thượng Siêu, từng tòa Nhất Đẳng, từng tòa Pháp Tân, từng tòa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Bây giờ thì con xin mít lại để từng tòa tiếp tục. Dạ, thưa quý thân, thưa tòa Pháp Đăng, bạch chư tôn đức và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước khi bắt đầu thì xin được hỏi là thưa tòa Thượng Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa về chương trình, thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận được. Dạ, bạch chư tòa Thượng Siêu, khi nghĩ đến chuyện mà dây người, chúng tôi rất là phàm phu, rất là thô thiển, ngay cả đến một vị chứng thiền rất là cao như vị tưởng phi vị tưởng, hay là có những thành tựu như hạnh viên đầu đà chẳng hạn, mà vẫn còn có cái chuyện tự đáng quy tha. Phải chăng tự đáng quy tha là một hình thức của mạng truyền biến không? Kính thỉnh thưa tòa hoan hỷ giải thích rõ về điều này. Thank you.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, Chư Tăng. Kính thưa quý vị, sự tự tán vị tha khen chê người đó đúng là hình thức của cái tâm kiêu mạn, tự hào, tự phụ đang ngủ ngầm, đã tiềm ẩn do cái thường cái duyên ở quá khứ hay là trong đời sống. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái mạng từ bi này, cho đến khi nào chứng A-la-hán thì mới đoạn trừ được cái mạng tìm đi. Còn như đối với bậc hữu học thì vẫn còn cái mạng tìm đi, đừng nói chi là phàm phu. Nên cái chuyện mà một vị tỳ kheo xuất gia từ cái giai cấp cao quý, từ một gia đình giàu có, là một người được nổi tiếng, hay là vị tỳ kheo là người giữ giới và hành đầu đà, thậm chí đắc tiền, thì mạng tùy biên vẫn còn để đưa đến cái tình trạng gọi là tự tán vị tha. Cái đó là một điều đương nhiên, là bởi vì mặc dù cái pháp tu tập đó là một thiện pháp, và cái pháp thiền đó cũng là một pháp, một pháp cao quý, nhưng mà những cái pháp thiền này hay là những cái pháp thiện dục giới thì vẫn còn là cái pháp hiện thế lục giác. Mà hãy còn là pháp hiện thế thì tất duyên phiền não sankilesika thầm mắt của lậu bọc phối phượng phân vân. Cho nên nếu mà tu tập mà chúng ta chỉ mới đạt được cái thiện hiệp thế thì cái chuyện mà khởi lên mạng tiền biên đó là cái chuyện tất nhiên. Nếu những ai có cái sự cố gắng nỗ lực tác ý để loại trừ thì dần dần
cái mạng tình nghi đó. Thì như vậy trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đoàn vừa nêu, là phải chăng tự tánh quỷ tha là hình thức của mạng tình nghi, và tại sao những vị có thiện chức rất cao vẫn còn tự tánh quỷ tha? Thì chúng tôi đã trả lời như vậy. Xin nhắc lại là tự tánh quỷ tha đúng là một hình thức của mạng tùy miên, còn những vị mà đắc thiền chứng rất cao còn tự tánh quỷ tha bởi vì hai lẽ: một là cái pháp thiền đó vẫn là cái pháp hiện thế cảnh của phiền não; hai là đối với vị mà đắc thiền, cho dù rằng đắc thiền hiện thế nhưng mà vẫn là phu hay là bậc không học thì đương nhiên là chưa đoạn trừ được mạng tùy miên, thì nó vẫn có phát sanh lên ít hay nhiều. Chúng tôi xin được trả lời với một tường tội bản như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Nhưng mà Thượng Tọa chút xíu, hình như là Thượng Tọa có phần câu hỏi sau Thượng Tọa chưa có đọc, Thượng Tọa có khi giải thích là tại sao có những mà tu tập trình độ rất là cao, trình độ rất là cao, thậm chí đến thiền phi tưởng phi tưởng nữa, mà Đức Phật ở đây ngày vẫn đề cập đến còn mạng hình thức này hình khác, thì Thượng Tọa có khi giải thích tại sao là một vị có thiền chứng cao mà mạng tùy miên vẫn còn không? Cái thỉnh Thượng Tọa. Thượng Tọa chắc đắn, Thượng Tọa hỏi nói chúng tôi là như là chúng tôi không có đọc cái câu hỏi cái vế sao, còn chúng tôi thì nói rằng không có nghe được cái phần sao. Quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không ạ? Quý vị có nghe được chúng tôi nói rồi đó không? Dạ. Trong cái câu này chúng tôi đã trả lời hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất: phải chăng tự tánh quỷ tha là hình thức của mạng tiền điên? Thì chúng tôi nói đúng là như vậy, tự tánh quỷ tha là hình thức của mạng tiền điên. Và chúng tôi đã trả lời cái vì sao là tại sao những việc có thiện chức cao vẫn còn tự tánh tha, thì chúng tôi nó có hai cái trường hợp. Một là thiền chức do cho thiền chức phi tưởng nguy tưởng đi nữa thì nó vẫn còn nằm ở trong cái pháp gọi là cái pháp hiện thế lục giác, và pháp hiện thế thì vẫn là cảnh phiền não, cảnh của cảnh lậu, cảnh bọc, cảnh phối, cảnh phược, cảnh trì. Và những vị mà có thiền chứng cao, nếu các vị đó chưa phải là bậc A-la-hán thì đương nhiên là vị đó vẫn còn cái tự tán quỷ tha, tức là vẫn còn mạng tiền miên. Bởi vì chỉ có khi đắc, chỉ có khi nào đắc quả rồi đó thì ái sắc hay vô sắc, mạng phóng dật và vô minh mới đoạn trừ thôi, chứ còn là phàm phu hay là thánh hữu học rồi bậc hữu học thì vẫn còn, thì vẫn còn cái mạng tiền miên. Chúng tôi đã trả lời như vậy và xin lặp lại, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đoàn trở lại. Chúng ta thực hiện chúng ta thực hiện, chúng ta thực hiện
Như vậy chúng ta thấy rằng mạng hầu như nó có mặt ở trong tất cả những cái chúng ta, nếu chúng ta không khéo. Thì chúng ta nói trong giây phút hiện tại mình đang sống, mình là phàm phu ở đây, mình cũng có một số các thành tựu trong đời, nhưng mình bị cột chia chẳng hạn. Thì cái cách nào tốt nhất để chúng ta giảm thiểu, chúng ta không nói loạn lợi hoàn toàn, nhưng mà giảm thiểu cái mạng thủy biến, xin cái thứ tổ hiện trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, để giảm thiểu cái mạng tình niên, chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tu tập mà Đức Phật đã dạy, cũng như các vị tôn giả tinh văn đệ tử Phật ngài cũng dạy. Thứ nhất ở đây là chúng ta nhắc đến cái cách mà của các vị tôn giả, như là tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta, ngài có dạy các vị tỳ kheo rằng một vị tỳ kheo tu tập cần phải hay là nên quán sát tự thấy mình như là người không có giai pháp, hoặc là thấy mình như là một người ở cái giai cấp thấp nhất xã hội, là giai cấp Thủ Đà La. Hoặc là một vị tỳ kheo cần phải tu tập mình như là một người ăn xin hèn hạ, bây giờ ta không còn là người ở giai cấp Sắc Đi Lị hay giai cấp Bà La Môn nữa, chính như vậy đó, thì nó sẽ giảm thiểu được cái mạng tình niên. Hoặc là chúng ta tu tập như cái cách của tôn giả Moggallana, ngài dạy trong Tư Lượng Trung Bộ Kinh, ở trong cái quyển 1 mà chúng ta học qua đó. Thì trong đó 16 cái ác pháp, trong đó có cái mạng, kiêu mạng, hay là trở thành người khó dạy, hay là trở thành người tự tán quỷ tha thôi. Vị tỳ kheo tư lượng rằng người khác có cái sự kiêu mạn, có sự tự tán quỷ tha, ta không thích người đó. Như vậy thì nếu ta là người kiêu mạn, tự tán quỷ tha, thì người khác cũng sẽ không thích ta. Cứ nghĩ vậy
Này chư hiền, vị tỳ kheo phải đoạn tận cái pháp tự tánh ngụy thài ra đi, là bỏ đi, bỏ cái tánh mà hay khen mình và chê người á. Chúng ta luôn luôn tự phải tư lượng như vậy. Cái cách thì cũng hay thôi quý vị. Còn khi mà chúng ta tu tập như Đức Phật ngày đây đó, cho tôn giả mê phi giá về bốn cái pháp tưởng bất tịnh, tu tập để đoạn trừ tham, từ tâm tu tập để đoạn sân hận, niệm hơi thở, tu tập về niệm thở là để đoạn trừ tầm tư, tức là cái sự nghĩ ngợi, và quán vô thường để nhổ lên mũi tên mạng tiền miên. Thì như vậy khi mà chúng ta chịu khó suy xét thường xuyên ở đời, phụ du là giả tạ, vật đổi sao dời, cái gì nó cũng có rồi nó mất, dù cho mình được danh được lợi, hay là mình ở, mình xuất thân từ một cái giai cấp cao, giai cấp quý phái quan trọng, hay là được người khen ngợi tán, vì mới đạt được những cái thiện pháp. Tôi tất cả đó rồi cũng sẽ phải vô thường, cần có, cần phải biết có những việc cần phải làm hơn, cho đến khi đạt được cái sự giải thoát. Thì khi mà chúng ta suy xét cũng vô thường, quý vị, cái mạng chắc không có. Cho nên ở đây đó, chúng ta dựa vào những lời dạy của vị A-la-hán Thanh Văn để đứng Phật, và lời dạy của Đức Phật, chúng tu tập như vậy thì chúng ta sẽ giảm trừ cái mạng tiền miên, thưa quý vị. Chúng ta sẽ dừng nói gì mà chúng ta nghe cho có nghe, nghe rồi bỏ, thì suốt cuộc đời chúng ta mạng tưởng vẫn ngủ ngầm, vẫn tiềm ẩn, hễ có cái gì một chút tự thì chúng ta khởi lên cái sự tự hào, tự mãn. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta suy xét cái pháp vô thường mỗi ngày, hay là chúng ta tự tư lượng bản thân mình, người khác họ có cái tánh đó mà mình không thích, có cái tánh đó thì chắc người khác cũng không thích, hay là chúng ta suy xét tại sao Phật luôn luôn mình cảm thấy mình đặt mình vào trong cái cảnh mình giống như là một kẻ nô lệ, một kẻ, một cái sắc thân bệnh tật vân vân. Khi mình suy xét như vậy thì mình, hoặc là giảm thiểu ít đi, cái cách tu tập nó cũng hay lắm, thưa quý vị. Những cái pháp đó không phải khó đâu, những cái pháp không khó, chỉ tại vì chúng ta không có chịu
chịu suy sầy, không có chịu tu tập thì chúng ta mới thấy là khó, khó thực hành, đúng không? Thì chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 2 của từng tổ ấy, quý vị nêu làm thế nào để giảm thiểu mạng thiền miên. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, và sa thủ chúng con ngài Tề Siêu đã thảo luận câu hỏi số 2 và kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng, con không biết vì lý do nào, có lẽ là thượng đẳng đến một cái chỗ nào không cầm mít được hay sao mà sư gửi cái câu thảo luận qua BM của con, nên con đã bớt ra đọc và cảm ơn đang giao ơn nguyện cái nhục quyền lực tín hiệu. Con với ngài, dạ con cung thỉnh với ngài, ngài Tề Siêu từ bi hoặc là ở giặc đặng gia, dạ, con thấy được bàn tay của chùa Pháp Thánh Sư. Cảm ơn cô Dịch Quỳnh. Mà thì tòa Pháp Thân, Pháp Thân thì tòa Pháp Thân có còn ở chứng khoái không? Nếu Pháp Thân nghe được kiến thỉnh thì tòa Hoan Hỷ trả lời câu thảo luận số 3. Một lần nữa không biết hỏi sư tổ Pháp Tân, sư tổ có nghe? Dạ, sư tổ Pháp Tân, chúng ta thấy rằng trong khi trong việc học hay là trong công ăn việc làm, người ta nói chính sự cạnh tranh, sự cạnh tranh là nó làm cho người ta thiếu. Thì cạnh tranh nó sức mạnh truyền miên. Thì hỏi sư tổ Pháp Tân là như vậy đó thì theo tôi không ta biết rằng ở đây Đức Phật kêu gọi là mạng tùy biên, vậy chứ cái nhìn của Phật pháp có trường hợp là mạng tùy biên nó phải chăng? Dạ, Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn ngài tử cho biết đã nghe rõ. Cuộc sống thì chúng ta thấy là nói là người phàm thì có lẽ là cái phiền não lúc nào ở cái đời sống thì cái mạng thì nó cũng mạng thì miên không phải có, cho nên là cuộc sống thì nhiều khi chúng ta thấy là người ta cũng phải biết phấn đấu, người ta cũng biết tranh đấu để mà người ta được đạt được một cái trong cuộc sống. Thí dụ người ta đặt về cái mục tiêu về đời sống vật chất rồi, hoặc là đối với một cái người tốt thì cũng muốn là tụ ở cái nội tâm tu tập, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đời thì người ta sẽ nhất định như là người ta đi muốn được học hành, được
có được một cái kiến thức chuyên môn, rồi tụ được những cái tài sản nhất định, rồi công danh sự nghiệp gì đó, thì người ta đặt ra như vậy và người ta cố gắng để người ta phấn đấu để người ta đạt đến. Ở góc độ ở phương diện thế gian đó, thì cái điều đó nó tốt cho người ta, bởi vì dù sao đi thì cái cái sự an lạc của người cư sĩ đó, thì trong cái điều mà mình thành tựu về tài sản, do cái công sức, do cái công sức đấy của mình đã có được đó, thì cái đó cũng là một cái niềm hạnh phúc của thế gian, hạnh phúc của thế gian. Giờ mình nói tu đó, thì ở đây đó thì mình cũng phải đặt ra một cái mục tiêu, tức là mình học hành Phật pháp, hiểu Phật pháp, rồi mình thành lời dạy của Đức Phật, rồi mình cũng mong muốn là cái mình nó sẽ được an tịnh, đời tâm của mình sẽ gột bớt những cái phiền não tối hư xấu gì đó, mình sẽ bỏ bớt thành tựu pháp học và hoặc là thành tựu pháp hành gì đó, thì cái người ta đặt ra cái mục tiêu đó nó cũng là một tốt ở trong cái cuộc sống. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chính người ta biết phấn đấu để người ta vươn lên, người ta biết sánh mà người ta bước tới, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một trong những cái tốt. Nhưng mà nó có một ngày đó là mình nó trở thành cái trại đó, là khi mà nó một cái ràng buộc do cái phiền não, do phiền não, cho nên là cái mạng tùy miên thì nó là một cái gì đó mà mình hiểu ở đây đó, cái các cái bậc thách biệt là bậc A La Hán thật sự là mộng trừ được hết, hoàn toàn được. Cho nên là giai đoạn của phàm phu cho đến vị thánh hữu học, thì chúng ta thấy rằng đều có những cái mạng tùy miên đó. Cho nên là nếu như một người mà tu tập để mà đạt đến cái đích điểm cuối cùng mà, thì chúng rằng có những cái điều mà giống như là nếu như mà chúng ta mà để cho tâm bất thiện nó xảy, thí dụ do cái mạng tùy miên đó mà ta những cái lòng mà so sánh để mà mình những cái pháp bất thiện, cái đó là không nên. Nhưng mà nếu như mà mình để so sánh ở trong những cái thiện pháp, rồi mình có những cái sự phấn đấu và quyết tâm trong cái sự phấn đấu đó để mà mình nỗ lực đó, thì chúng tôi nghĩ là một cái điều, và nó là dường chúng tôi nghĩ rằng về cái phàm phu thì cái chuyện mà tùy miên đó, nhưng mà ở đây mình đặt ra đó là nếu người mà có cái sự phấn đấu đó, có cái sự so sánh đó, thì nó cũng là một cái điểm tốt là phấn đấu. Đến một lúc nào đó thì thật sự là mình thấy rằng cái phiền não là cái trước nhà, vì mình gột bỏ hết hoàn toàn thì cái điều đó nó cũng phải cần phải cho nên là chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình nói đến mạng tiệm thì nó là một cái pháp chứng trở ngại cho cái đời sống của mình. Mạng tùy, chính do cái mạng tùy miên này nó gắn liền với đời sống luân hồi của mình ấy, mình có được cái sự phấn đấu vì do nó có cái sự so sánh đó để mà mình phấn đấu đến cái mục đích cuối cùng của mình. Miễn cái mục đích đó là chúng tôi nghĩ là mục đích đó là mục đích thiện ấy, thì vẫn là tốt thôi. Lúc nào đó thì mình thấy rằng nó không còn phải là một cái hữu dụng
dụng nữa thì mình bỏ và tự động gợp bỏ, thì lúc đó mình mới thấy thanh thản cái cuộc sống này. Ràng là như vậy, cho nên là nó là để cái sống này thì tôi nghĩ mình có đức thiện để mà mình thực hành, có cái lý tưởng để mà mình tu tập, thì nếu mà có được như đó thì nó cũng là một cái động tốt để giúp cho mình hành. Còn nếu như mà mình không có gì hết thì kiểu như là nó tới đâu thì tới đó, không có một cái mục duy nhất nào, thì cái đó đó nó bồng bềnh lắm, nó dở lắm, nó không thể nào mà đạt được đích, đạt được một cái điều muốn được đâu. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng có những cái điều chúng ta thấy là do cái sự nỗ lực của mình, do cái mạng tiền miên này mà khiến cho mình có cái sự sở thích và mình có cái mục đích để mà mình mục tiêu để mà mình phấn đấu đó, thì nó cũng là cái tốt cho cái sống này. Miễn sao là chúng tôi nghĩ nó là một trong những cái động cơ để là cái thiện pháp thì nó còn bất thiện pháp thì có là cần phải bỏ. Ở đây thì con suy nghĩ như vậy, con xin chạy câu hỏi của em. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thì cái trình thượng tọa từng đăng thượng tọa có mặt ở trước mắt, và nếu thượng không đăng nghe kính thỉnh thì tọa hoan hỷ cho một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp đăng thượng tọa được không? Thưa tôi pháp đăng không nghe được. Thưa tôi từ siêu và thưa tôi có chuyện thưa tôi. Dạ, không biết thưa tôi từ siêu có chiếc máy không? Ồ, có thấy được. Thưa tôi đang thí dụ một người họ chứng thiền và họ khởi cái tâm kêu mạnh, thì Đức Phật ngài gọi đó là pháp phi. Nhưng mà cái pháp phi chân nhân nó phải phi chân nhân đó mà cái sự chứng thành vô nghĩa không, hay là tuy là phi chân nhân cái sự chứng hiện nó vẫn quan trọng, vẫn có ý nghĩa. Xin cái định ý kiến của tổ pháp đăng. Hello. Dạ, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì bên ta thấy nói về cái sự chứng là cái khả năng tâm chúng ta đạt được, tâm ta đạt được. Nhưng mà khi mà khởi lên mình tự tán nghĩ tha đó, thì nó cũng là cái pháp bất thiện, nó trở lại cho cái sự tu tập thiền chứng của chúng ta. Nhưng mà nếu mà mình thường thường mình được mình phát hiện thái độ đó, bởi bình thường chúng ta biết rằng cái thái độ ví dụ chúng ta đeo đá phá vậy, nếu mà biết được như vậy từ bỏ đó, nó cũng vẫn đạt được, vẫn tiến bộ. Không có nghĩa là tất cả mọi người chứng thiền khi họ khởi lên như vậy đó thì họ đều là phi chân nhân. Có thể những khi họ phản tỉnh là họ thấy được, thường ngày dạy luôn luôn ngày giải phát tỉnh mà khi mình có phản tỉnh lại không có tái phạm được nữa, và nếu mà không có tái phạm nữa đó thì chưa đến nỗi nguy hiểm, nó chưa đến nỗi nguy hiểm. Còn nếu mà mình để cho nó tái phát hoài như vậy, nó chịu hiểm căn bệnh vậy, nó căn bệnh nó phát nó lên rồi mình ngăn ngừa nó thì mình cũng có thể cái bệnh nó cũng thiên giảm. Nhưng mà nếu mà cứ biến hoài đó thì mình sẽ nguy rất là thành ra chúng hiểu như vậy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự chiến thì khi bị lên những cái tư tưởng nó sẽ trở ngại, và cái sự trở ngại như đó nó sẽ kéo lâu dài thì nó nguy hiểm, thì nó vẫn chính thì bởi vì khi nào mình hoài thiền á
tiền nó hoại, nó cũng phải những cái điều kiện mà nó hoại, chứ không phải là nó dễ dàng mà nó hoại. Ta cũng là hiểu như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thì con xin chia sẻ như vậy, đi dẫn từng tòa trở lại, nếu gì cần nói thêm tòa. Sa thủ kinh từ đó, mà thì tòa từ siêu từ đó có còn ở trước máy không? Nếu thì tòa từ siêu đang có bạn trước máy, tòa khoan hỷ trở lại. Dạ. Tòa pháp thì tòa từ siêu có bạn ở trước máy không? Dạ. Song siêu bên thông có bạn trước máy không? Ô, dạ, thấy sự tội. Thì xin đưa tay, quý vị hãy chờ một chút xíu. Nhưng mà thì tội chưa? Chúng ta thường để án tính. Thì tội bác sĩ có phân tích rõ. Có một cái thứ mạng nào mà không dính ngã chấp, và có thứ ngã chấp nào mà không hay là luôn luôn ngã chấp và nó đi, đi chung chung mới sinh cái thêm trường hợp tôi chưa quan hệ trở lại. Kính bạch chư tôn đức kính thưa quý Phật tử, cái chữ mạng đó nó có nhiều từ. Ở đây nếu mà xác không chịu mà nát nó chỉ là mạng tự nhiên, hoặc là atimana tức là quá mạng cũng là mạng nhiên. Atimana tức là cái sự tự hào mà hiểu lầm ngộ nhận cũng thuộc mạng tự nhiên. Nhưng mà ở trong đó có cái từ mi màn á là ngã mạng, tức là mạng tôi là, thì cái này nó thuộc kiếp, thuộc tà kiếp. Cho nên asimana đó thì nó không mạng tùy miên mà nó thuộc tà kiến tùy miên, thuộc kiến tùy miên, thì phân biệt cái chỗ đó. Cho nên khi cái từ Phật học dùng xài đó, có chỗ dịch là ngã mạng như là bốn, anh như là năm cái thượng phần thiết sử sâu sắc phóng vật và minh thích xài cái chữ ngã mạng chỗ này. Bởi vì nếu mà xài chữ ngã mạng đó nó nhầm lẫn với cái chữ asimana, mà asimana nó thuộc về tà kiến, mà bậc tu đầu quần thì đã diệt trừ tà kiến rồi.
Chẳng hạn như khi chấp sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có sắc quẩn, hay thọ tưởng hình thức cũng bị thức quẩn là ta là thức quẩn, trong thức quẩn của ta, trong ta có thức quẩn, thì cái đó gọi là asmi mana. Cái này thì nó thuộc về tà kiến, mà trong khi đó thì bậc tu đạo quần đã diệt kiến, đã diệt trừ được thân kiến, còn cái mạng mà bậc hữu học vẫn còn, dù tu đạo quần cứ đà hàm a la hàm vẫn còn đó. Cho đến a la hán mới diệt trừ được, tức là mạng ở trong phần kiết xứ, thì ma ná đó nó thuộc về tâm sở ngã mạng, tâm sở mạng, tâm sở mạng chứ không phải là tâm sở tập kiết. Thì do đó cho nên atimana hay là mana, atimana này nó thuộc về mạng tùy biến, không phải. Còn asvi mana thì nó thuộc về cái ngã mạng đó, đó mới thuộc về tận, và khỏi là asvi mana không phải là mạng tùy biến. Tôi nói nó hơi dài dòng một chút, nếu mà khó vị nào nha, và nhớ được cái từ Phật học nhiều đó, thì các vị sẽ nhận ra, các vị sẽ nhận ra, chứ không phải lúc nào gọi là mạng cũng là mạng tùy biên hết. Tùy còn khi mà nặng asimana mà nói là mạng tùy biên thì cũng sai, cái đó nó thuộc về chấp nhận của mình, cần phải chú ý chỗ này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi trực tiếp mà thượng tọa Gia Đẩn vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính chân chư tọa thầy siêu. Thưa quý Phật tử, có một sự kiện chúng ta rất là thường thấy trong đời sống thần. Ban đầu thì mình nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là thái độ của chúng ta thôi, nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ, đó là một cái trở ngại, và trở ngại rất là lớn, đó là sự khen mình chê người, mà ở trong kinh văn thường gọi là tha. Dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là sung sướng và đọc cảm thấy hãnh diện khi mà mình điều gì đó, mình tu pháp gì đó mà mình cảm thấy là hay. Nhưng mà chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn thận. Những người có cái niềm tin ở tôn giáo cũng giống như một cái của thế gian, thì chúng ta rất dễ rơi vào cái trường hợp của tùy biên, nói theo ngôn ngữ Phật giáo. Có những người thú vị, khi mà tu tập thì mình tin chỉ đơn gì đó, nhưng mà mình ra sức bài bác công kích người, công kích đến độ thậm tệ. Dạ, thậm tệ. Mà khi mình công kích đó, mình quên hẳn mình đang rơi trong trường hợp gọi là mình tự khen mình chê người. Mà nó chỉ là một cái hình thức của mạng, không hơn không kém. Vì vậy chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn. Dạ, nếu mà mình không khéo, mình tu lâu như ngày, nó sẽ tạo chúng ta một cái thái độ rất là gay gắt với cuộc đời. Chúng tôi thấy nhiều trường hợp lắm, thưa quý vị, ở trong chùa có những người họ có tâm bố thí, thì bố thí là vì tốt rồi, nhưng khác không bố thí thì họ chỉ trích một cách mạnh mẽ. Họ tu thiền mà không tu thiền thì họ bắt, thậm chí là có nhiều khi chỉ đơn thuần là họ ăn chay thôi, mà người khác ai thì họ đâm ra họ kết án thì rất là nặng. Thì ở đây mình thấy rõ rằng Đức Phật dạy rằng ngay cả một vị tỳ kheo được cung kính lợi đắc đã đành rồi, nhưng mà nếu vị đó hành đầu đà, dạ, đầu đà
trong rừng và ngay cả chứng thiền, nhưng mà vị đó tự hào, tự hãnh diện về cái gì mà mình chứng đạt được và chỉ trích người khác, thì cái đó cũng rơi vào trường hợp của pháp phi nhân nhân. Ở bài kinh này đó là một cái, ở đây mình nói ai hay ai dở, nhưng mà khi đến cái pháp của bậc giữa pháp chân nhân và phi chân nhân đó, thì cho chúng ta hiện bảy ta rất là dễ rơi vào đó là quá cái chuyện gì mình có và mình đâm ra khinh miệt. Chúng tôi thấy có một điểm như vậy là nó khác biệt với mình điểm này, nhưng mà không có nghĩa là sự khác biệt đó nó làm cho người ta xấu đi tất cả những điểm khác. Và đôi khi họ có những điểm khác mà mình học được. Ví dụ khi mà chúng ta bên Mỹ có nhiều người có cái nhìn rất là đại loại chung chung là nói rằng Mỹ không có tình người kia. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại đó, thì ở trong văn hóa của người Mỹ đó, có cái văn hóa người Mỹ mà ở đó Việt Nam cũng có cái đẹp văn hóa Việt Nam, và trong văn hóa Mỹ cũng có cái dở văn hóa Mỹ, và văn hóa cũng có cái dở của văn hóa Việt Nam, chứ không phải là mình lớn lên trong văn hóa Việt Nam rồi mình thấy cái gì của Việt Nam cũng đẹp hết. Mình thấy rõ ràng như là ở đây Đức Phật nêu lên những trường hợp có những vị ẩn tu hành đầu đà trong rừng thì dĩ nhiên cũng có cái đẹp của vị đó, mà có đi thiếu pháp độ sanh cũng có cái đẹp vị đó. Nhưng mà cái vấn đề đó không phải là mình ở trong rừng hay là đi thiếu pháp độ đời, mà vấn đề sanh ra cái tâm kiêu mà mình chê những vị ở trong rừng, và những vị ở trong rừng chê những vị nói rằng cái pháp phi chân nhân. Khi mà chúng ta đọc những đoạn này đó thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật vì giác ngộ và bậc chánh đẳng giác, ngài nhìn vấn đề đó không có tại chúng ta không nghe Đức Phật thôi, chúng ta không chịu lắng nghe Đức Phật, và mình chỉ bám lấy một cái khía cạnh nào đó của lời Đức Phật dạy, và mình dương cho mình không đọc kỹ lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy những đứa con này rất là kỹ. Khi mà chúng ta đọc những đoạn kinh này và nhiều đoạn khác ở giải thoát đó đây, chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày càng những đứa con của ngài rất là kỹ lưỡng. Dạ. Tại cái vấn đề chính là những cái ngại về tinh thần đó đến từ chúng ta, từ nội tâm chúng mình hơn là người khác. Và do vì khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta đi sâu vào trong thế giới của đó, mình hiểu được lý do tại sao Đức Phật ngài thường cân nhắc, ngài dạy chúng ta phải cân nhắc rất là nhiều những cái giá trị nội tại, tại vì ở bên ngoài đó cái gì cũng tốt, nhưng mà một cái gọi là một thiện niệm hay một cái ác niệm hay là một cái tâm ở trong lòng là không đi những thứ khác mà đó là điều Phật giáo bắt truyền tông á. Có một cái câu chuyện về mà chúng ta nghe về pháp sư Cổ Đạt. Pháp sư Cổ Đạt mà chúng ta đọc về Lương Hoàng Sám, thì pháp sư Cổ Đạt vị pháp sư rất là giỏi về kinh, là nổi tiếng về thuyết, mà được nhà vua rất là trọng dụng, giảm dụng. Mà đến khi có một ngày mà ngồi ở trên pháp tòa đã cái đỉnh cao danh vọng sự nghiệp, nhưng khởi một cái tài niệm, cái tự hành sinh một giọt đó. Và cái câu chuyện đó thì nó có tích hơi huyền thoại một chút, nhưng mà ở đó cũng kể cho chúng ta thấy rằng cái ở trong tận sâu thẳm trong lòng chúng ta đó, nó có ngại mà chúng ta không để ý. Và tại sao Đức Phật ngài chú trọng đến đời sống tinh thần, ngài dạy trở về lại một đời sống nội tại, vì lý là những cái căn nguyên của khảo, căn nguyên của khổ đau nó bắt nguồn từ đó hết. Dạ. Và nhiều khi nó nằm ở trong cả tóc thôi. Dạ, đừng từ cả tóc. Ví dụ như là mình cất một ngôi chùa đẹp, mình pháp hay, hoặc giả là mình tổ chức một đại lễ thành công, những điều đó nhìn ở bên ngoài rất là bình thường, người ta có thể vui mừng, thậm chí tổ chức tiệc mừng nữa. Nhưng mà nếu mà người ta nhìn không khéo thì nó trở thành một vấn đề của kiếp
và vấn đề chi nó có thể làm cuốn đi những giá trị khác của cuộc sống, nhất là cuộc sống tu tập. Nên ngày xưa đại để là trong cái bối cảnh đọc một của chư tỳ kheo thời Đức Phật còn ít cơ nặng về hình thức, nói rằng khi mà chúng ta quách thì nó trở thành vấn đề. Tại vì sao vậy? Cái hình thức nó làm cho chúng ta tự thị thức ở bên ngoài đó, mà chúng ta dương gờ giống gống nhiều quá đó, thì nó chúng ta giảm đi những cái thực chất về tinh thần. Chúng tôi có một thời gian dài sinh hoạt trong cái công việc Phật sự của giáo hội, thưa quý vị, giáo hội đang thống nhất đó, thì chúng tôi có nghiệm một điều rằng khi mà người ta say mê với những văn thư, với những cái giấy tờ, với những cái gì mà nặng về hình thức ở bên ngoài đó, thì dần dần mọi người họ đánh hỏng đi cái giá trị thực sự. Và một khi đánh hỏng đi giá trị thực sự đó, ở bên ngoài đó, nó chỉ là một cái gì rất là phù, cái gì đó nó cột trói, chứ nó không lợi, là không lợi lạc. Ngay cả ở trong sinh hoạt về tinh thần đó, có nhiều khi như là có một số các nơi đó họ tổ chức cái thiền viện mà họ quá chú trọng về ở bên ngoài, nhưng mà khi mà mình mới đi sâu vào cái thực sự tổ chức ở bên trong tu tập thì không chỉ bao nhiêu. Hay nhớ lại là thời Đức Phật còn tại thế, có đôi khi không có thiền viện, cái am thất, không có những cái thiền đường, không có những cái nơi ngồi rất là trang nghiêm đẹp đẽ đâu ra đó, mà chỉ là một gốc cây rất là bình thường ở trong một khu rừng. Mà ở tại chỗ đó đó, chư vị tỳ kheo được Đức Phật giá trị chân thực. Bởi vì hãy mình chạy theo hình thức nhiều quá về đời sống nội tâm, hãy mình chạy theo cái bên ngoài nhiều thì mình mất đi cái trong lòng. Và bài kinh này đó thì Đức Phật một lần nữa đưa chúng ta thấy rằng ngay cả không phải là nó hình thức đã bị mà có cái sở đắc, mà sở đắc sở chứng bình thường thấy rất là đẹp. Cái gì sở đắc là một vị được cung kính, là một vị chứng pháp giỏi, một có cái thành tựu lớn ở trong cái sinh hoạt. Và cái sở đắc ở đây có thể nói là cách từ thấp lên, nhưng mà chỉ có một cái mạng tùy niên, một chút tự tánh vị tha, thì còn cái pháp phi chân nhân nằm ở trong đường đơn cả thấp thôi. Vì vậy chúng ta không thể không cẩn trọng về điểm này. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa liên quan đến bài kinh chúng ta còn một lại để xin thưa rằng thưa với chư tôn đức và quý vị tự hữu đó, chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà tương đối rất là phải cẩn thận, bởi vì người ta cảm thấy quá lâu là ở chỗ nó làm cho cái sự không có bùng phát mạnh mẽ như tuần lễ đầu. Nhưng mà có nghĩa là vì vậy bệnh cho đến giờ này chưa có một cái nào trị liệu trị được khu chính, chưa có một chủng ngừa nào, và bệnh dịch vẫn đang hoành hành khắp nơi. Do vậy khi mà mở cửa một người lại với nhau rất là dễ bị lây nhiễm, chứ không phải là không dễ. Mặc dù chúng ta có mang trước đây, nhưng mà sự lây nhiễm ông sĩ Hiên Quang, vị bác sĩ chuyên về thể học, tức là về bệnh dịch đó, ông có nói rằng chúng ta hãy nhìn vào cái số người mà tiếp xúc với bệnh nhân, thí dụ như bác sĩ, y tá, hay là người đang đi làm việc, người chuyên cho hàng hóa, những người buôn bán, số lượng lây nhiễm của họ ra sao, thì chúng ta biết nó là một cái nơi mà chúng ta bắt mạnh được cái căn của sự lây nhiễm hiện nay. Và hiện nay cái việc mà chẩn nghiệm cho đại khối dân thì chưa, người ta chỉ chẩn nghiệm những cái gì, những người có triệu chứng gọi lâm sàng, còn những người mà không có thể hiện triệu chứng chưa có đủ sự chẩn nghiệm. Và do vậy dù hoàn cảnh thì cũng mong rằng như tôn đức và quý đại hữu đặc biệt rất là cẩn trọng. Ngày hôm nay thì chúng tôi bắt buộc phải một Phật tử họ đến chùa để họ thất cho thân nhân, và cũng đông đảo người đến mà tôi rất là ngại, và chỉ có cái là người mang khẩu trang
thì chỉ không ăn mà chỉ bước lên chánh điện và Phật tụng kinh điển. Nhưng mà phải nói một điều đó là khó khăn nhất là chúng tôi làm trụ trì mà Phật tử họ cứ trông cho đến sau buổi lễ mình tạm ngưng sinh hoạt, và bây giờ thì chỉ là khi mà chúng tôi có mặt ở chùa thì rất là khó để từ chối những trường hợp như vậy. Có rất ở khắp nơi tất cả mọi người đều khuyên rằng phải giữ không, mà năm chúng ta thực sự không có quen lắm với này. Mong rằng quý ngài và quý rất là cẩn trọng vì bản thân mình, vì những người thân mình và vì cả cuộc đời này. Xin được kết thúc hôm nay của Rung Phật Pháp Buổi Đến vì giảng sư nội chứng đành lễ quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Dạ. Yeah. Sa thú lành thai. Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong con kính tri ân chư tôn đức đang mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chúng con trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến quả giải. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Sướng Ông Viên này trợ cho các trong lớp học được hoàn tất nghiệp. Chúng con chúc chư tôn đức thân tâm thường Phật sự viên. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng những công đức đã kết viên. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức cầu dạy. Nam mô Bích Ta Giá. Dạ, Nhục Quỳnh kính cảm ơn Hoa Nguyệt Trần Đạo và Đăng Đông và tất cả quý vị cho Nhục Quỳnh biết đến hiểu. Thank you.